Xin chào tất cả quý vị, các cô chú, anh chị và các bạn. Giữa những cái lúc ồn ào thì chúng ta đang quan tâm đến câu chuyện của CEO Nguyễn Phương Hằng. Thời điểm hiện tại thì những cái thông tin liên quan đến chị Hằng, liên quan đến vấn đề xét xử của CEO Nguyễn Phương Hằng, nó đang là một cái vấn đề mà mọi người rất là quan tâm. Và dù sao đi chăng nữa thì những vấn đề đó thì chúng ta cũng vẫn cứ để sang một bên. Bởi vì thời điểm hiện tại bản thân chị Hằng đối với các bị hại, chị ấy cũng chẳng nói về ai cả. Chị ấy cũng chẳng đấu tố với ai cả. Tuy nhiên rằng ở đó thì chúng ta cũng đã thấy rồi đó. Trong cái câu chuyện này thì những người liên tục đưa ra những cái quan điểm có thể nói là vu khống cho bà Hằng hay là xuyên tạc cho bà Hằng thì hầu như là cũng chỉ còn một số ít thôi. Nhưng không biết là họ suy nghĩ ra sao khi mà họ cứ ép hay là họ cứ nói rằng là bà Hằng thuê các YouTube tấn công người này, tấn công người kia. Thì tôi không hiểu lắm, bởi vì thật sự ngay bản thân tôi thì tôi cũng chẳng có liên lạc với chị Hằng để nhận cái gì hay để tấn công ai, cũng chẳng nhận sự chỉ đạo nào cả. Bản thân chị ấy đấu tố với ai, đấy là việc của chị ấy. Quan điểm rất là rõ ràng. Người ta yêu quý ai thì người ta trò chuyện với người đó thôi. Kể cả đối với bản thân tôi cũng vậy. Tôi yêu quý hay là tôi tôn trọng chị Hằng thì tôi trò chuyện với chị Hằng. Chứ chị ấy cũng chẳng bao giờ sai chúng tôi bảo là phải tấn công người này, tấn công người kia. Theo như cái quan điểm rất nhiều người cố chấp họ lên nói về những vấn đề đó. Nhưng mà không biết là họ lại suy nghĩ đến bản thân họ hay không. Câu chuyện ở đây vẫn là xoay quanh những cái người mà họ đưa ra những quan điểm đó, đúng không ạ? Trước kia thì chúng ta thấy rằng là những người bên phía Tịnh Thất Bồng Lai như là Nhật Ký Luật Sư rồi một vài người nữa cũng đưa ra cái quan điểm này. Thế nhưng mà họ quên mất rằng là họ đưa ra những quan điểm đó, sau đó thì họ lại chính là những người bị các cơ quan chức năng truy tìm. Trở lại với cái vấn đề mà chúng ta đang quan tâm, đó là cái câu chuyện họ cứ cho rằng là bà Hằng đưa tiền người này, đưa tiền người kia. Nhưng bằng chứng thì lại không có, cơ quan chức năng cũng chẳng có cái kết luận liên quan đến vấn đề này, đúng không ạ? Vậy nhưng họ vẫn nói như thế này: bọn chúng được cho tiền mỗi đứa 5 triệu mua quà sau khi ra Hà Nội với cô Hằng. Cô Hằng bao từ A đến Z. Phải nói là đây, ở đây là viết là bao từ A đến Á. Ăn ở khách sạn, vé máy bay, vừa kiếm được tiền YouTube, vừa được quen biết với vị đại gia hột xoàn cà rổ, sổ đỏ cân ký. Giờ đây vẫn còn tấn công tôi hàng ngày, vậy chúng bay có vi phạm pháp luật không? Nói đến như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái status này là nó là một cái điều rất là buồn cười. Và cô ta cũng đăng trên cái Facebook của mình rằng là bị can Nguyễn Phương Hằng hứa hẹn gì cho các YouTube để chúng gây án với tôi, Đinh Lan, hơn 2 năm nay. Giờ ai đang điều hành đám này tiếp tục khi Nguyễn Phương Hằng bị bắt? Đây là cái quan điểm mà chúng ta thấy rằng là rất là ấu trĩ và buồn cười khi mà họ ám chỉ đến ai, ám chỉ đến Hà Lê. Và trong cái giai đoạn đó thì chúng ta có thể thấy rằng là chính những người như Đinh Lan là những người đã ám chỉ đến việc này, và cô ta viết thẳng lên như vậy, đúng không ạ? Ai cũng có cái quan điểm của mình, ai cũng có cái quyền bình đẳng trước pháp luật. Nhưng với việc mà cô ta viết thế này thì cũng chẳng khác gì cô ta cũng ám chỉ đối với Hà Lê trong cái câu chuyện mà cô ta yêu cầu phải bắt tạm giam Hà Lê và anh Vũ Văn Thịnh đấy. Thật sự là tôi không hiểu là Đinh Lan làm cái câu chuyện này để làm cái gì, đến thời điểm này để làm cái gì nữa. Nhưng mà có lẽ là nên nhìn nhận và đánh giá theo một cái cách nào đó nó tích cực hơn, để bán được hàng, để khỏi bị mọi người công kích. Bởi vì khi đưa ra cái quan điểm của mình trên mạng xã hội thì người ta sẽ nói lên cái quan điểm đối lập đối với mình, rõ ràng, đúng không ạ? Và mới đây nhất thì cô ta lại còn quyết tâm như thế này nữa. Cái đây 14 giờ, Đinh Lan quyết lôi 6 chủ kênh YouTube sau đây ra chịu tội trước pháp luật. Một là Đỗ Thị Hương, kênh Hương Quảng Châu tiếp tục tấn công Đinh Lan hôm nay 18 giờ 15 phút. Hai là Phạm Hòa Khang, lang thang đường phố chiều hôm qua lúc 14 giờ 30, gốc Việt chiều hôm kia ngày 12 tháng 6 2023 khi báo Dân Việt đăng sao kê quỹ hàng hữu. Bốn là Thanh Nguyên, năm là Lý Đắc, sáu là Kiệt Tuấn Đạt. Bọn chúng cứ lên mạng bịa đặt tôi ngăn chặn bị can Nguyễn Phương Hằng làm từ thiện. Cả nước này biết bị can Nguyễn Phương Hằng và hàng chục kênh YouTube. Các người mới là người ngăn chặn việc làm từ thiện của giới nghệ sĩ, chứ không phải tôi, Đinh Thị Lan này nhé. Tôi nói ở đây là không ai ngăn các nghệ sĩ làm từ thiện cả. Nha, không ai ngăn các nghệ sĩ làm từ thiện cả. Nhưng cái quan trọng ở đây là làm phải minh bạch.
Nó giống như cái việc sao kê minh bạch trong cái việc làm từ thiện đó. Không sao kê minh bạch thì đừng có làm từ thiện, đúng không ạ? Đây là một điều rất là rõ ràng. Chúng tôi chẳng có quyền gì để ngăn cản cả. Bởi bản thân chúng ta còn phải hiểu là pháp luật cũng không có quyền ngăn cản các ca nghệ sĩ làm từ thiện. Bây giờ vẫn đầy ca nghệ sĩ làm từ thiện đó thôi. Nhưng mà họ làm một cách minh bạch, đàng hoàng. Đó. Chứ đừng nói ở đây là chúng tôi nhận tiền bà Hằng hay là bà Hằng ngăn chặn các ca nghệ sĩ làm từ thiện. Quan điểm rất là ấu trĩ. Người nào công khai minh bạch thì người đó vẫn nhận được cái sự ủng hộ của dư luận, ủng hộ của công chúng. Ví dụ như vợ chồng Lý Hải hay là những người như ca sĩ Duy Mạnh hay là Phương Thanh. Ôi chỉ kể ra đây thôi là rất nhiều người vẫn đang làm nha mọi người. Nên cái bà Hằng bà ngăn ở chỗ nào, chúng tôi ngăn ở chỗ nào. Làm không minh bạch, không rõ ràng thì những ca nghệ sĩ đấy bị tẩy chay là đúng thôi, đúng không ạ? Cho nên là cái điều mà cô ta nói ra thì nó rất là ấu trĩ và vô lý. Cô ta viết tiếp như thế này: đừng chỉ vì một tờ báo ghi là có bản sao kê từ thiện quỹ Hằng Hiễu từ năm 2014 đến 31 tháng 3 2023 thì lên mạng tấn công tôi vô lý. Các người nói tôi là đồng bọn của Trần Văn Sĩ và Đặng Hàn Ni, tấn công vào quỹ Hằng Hiễu là hành vi vu khống trắng trợn của các người. Thế vậy cô nói thế vậy Đinh Lan nói công ty Đại Nam thay tên đổi chủ, bà Nguyễn Phương Hằng bán đất vàng lấy tiền nuôi trai cho trai, công ty Đại Nam nợ hàng ngàn tỷ đồng, hàng mấy chục ngàn tỷ đồng. Bà Nguyễn Phương Hằng không đi tù chung thân thì cô đi đầu xuống đất, rồi thì rất nhiều những cái dữ liệu khác. Thì cô nói như thế nào đây, đúng không ạ? Đúng không? À. Rồi cô cũng nói về người khác nữa. Thì ai nói cô đây? Tôi nghĩ rằng là cô nói về người khác. Thì ai nói cô nào? Đúng, đó mới là cái vấn đề. Tung tin tôi bị bắt làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của tôi nên các người phải chịu tội làm nhục người khác. Còn kênh Hương Quảng Châu và lang thang đường phố xem clip tôi hôm qua nghẹn ngào, hoảng sợ khi trên Đắk Lắk đồng bào ta bị bọn phản động giết hại, nên tôi mới nghẹn ngào, thương cảm và phẫn nộ trước hành động dã man đó. Tôi không muốn ở thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vụ thảm sát trên nữa. Các chủ kênh nêu trên không biết hành động kích động lòng dân của các người sẽ dễ cho các đối tượng thù địch Việt Nam ta sẽ lợi dụng phiên tòa xét xử Nguyễn Phương Hằng để tấn công tôi, Đinh Thị Lan mà giết hại những người dân vô tội khác. Điều này là thật sự là tôi không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng là Đinh Lan lại nói được những cái điều này. Thật sự là nó quá hoang tưởng và hoang đường. Vụ án của chị Hằng nó chẳng có cái liên quan gì đến những cái câu chuyện mà Đinh Lan đang nói về cái câu chuyện ở Đắk Lắk cả. Đó. Đinh Lan đang liên tưởng đến vụ ở Đắk Lắk rồi xoay chuyển sang cái câu chuyện này thì thật sự là một điều rất là nguy hiểm và không thực tế. Tôi hy vọng là Đinh Lan có đấu tố với ai, có nói về vấn đề gì đi chăng nữa thì đừng cứ nó có liên tưởng đến câu chuyện ở Đắk Lắk với vụ án của chị Hằng nhé. Đây là nó rất là buồn cười và sai lầm của cô chú anh chị và các bạn. Cô ta viết như thế này: Phạm Hoàng Khang kênh lang thang đường phố nói tôi viết bài là thèm ra ngoài uống một ly cà phê mà không dám ra ngoài là bịa đặt. Tôi chỉ ra ngoài khi công an Gò Vấp và công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố 15 tên này thì tôi vẫn đi lại bình thường nhé. Vì giờ đang trong vòng kiểm tra mà 6 chủ kênh trên vẫn tấn công tôi hàng ngày nên tôi tránh ra ngoài để an toàn cho mình. Là người Việt Nam máu đỏ da vàng nên tôi khuyên 6 chủ kênh nên tuân thủ pháp luật. Cái điều mà Đinh Lan nói thì thật sự nó rất là nguy hiểm cho cô chú anh chị và các bạn. Tôi thấy rằng là không nên liên tưởng trong cái câu chuyện này. Nó là một điều sai lầm hoàn toàn. Sai lầm hoàn toàn khi mà cô ta viết như vậy để rồi chúng ta xảy ra những cái điều không hay. Trong vụ án của chị Hằng nó chẳng liên quan gì đến câu chuyện ở Đắk Lắk. Đây là một điều rất là rõ ràng. Đừng mang cái câu chuyện đó ra để rồi đưa lên những cái suy diễn nó không đúng. Như vậy là nó nhìn làm cho mọi người nhìn nhận sai về những câu chuyện đó. Vụ án ở Đắk Lắk là một vụ án
mà cơ quan chức năng, nhà nước đang tập trung để giải quyết, không phải là cái mà các anh các chị mang ra để liên tưởng, liên hệ với nó nha. Đấy là những đối tượng chắc chắn sẽ bị cơ quan chức năng trừng trị thích đáng, chứ không phải là cái mà các anh các chị nói ra để liên tưởng đến cái vụ án của chị Hằng. Đây là một điều rất là rõ ràng. Xin được cảm ơn tất cả cô chú chị và các bạn. Và cũng nhân tiện Đinh Lan nói đến vụ án ở Đắk Lắk, thì ETA TV cũng khuyên cô chú chị và các bạn, chúng ta nên giữ bình tĩnh, nên tuyên truyền, nên chia sẻ với mọi người những quan điểm tích cực, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tránh bị những cái đối tượng bất mãn với cơ quan chức năng lợi dụng vào những việc này để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Đây là một điều rất là rõ ràng. Và chúng ta cũng hãy chung tay với nhà nước tố giác tội phạm, cảnh giác cao độ đối với những kẻ đã có những cái ý định chống phá nhà nước, chống phá các cơ quan chức năng, tạo điều kiện và đồng thời giúp cơ quan chức năng phá án trong câu chuyện vụ án ở Đắk Lắk. Trước khi kết thúc video, xin được cảm ơn tất cả mọi người. Đây là những sản phẩm đông trùng hạ thảo khô của ETA TV, những sản phẩm đông trùng hạ thảo khô tươi của ETA TV đang cung cấp đến cho cô chú chị và các bạn. Mọi người hãy liên hệ với số 0348487055 được tư vấn và đặt hàng. Và hy vọng là cô chú anh chị và các bạn sẽ luôn tin dùng sản phẩm ETA TV đang cung cấp đến cho cô chú chị và các bạn. Chúc mọi người luôn sức khỏe bình an. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những video tiếp theo.